Anh sao đấy? Anh đang làm em sợ đấy. Có chuyện gì thì anh cứ nói ra đi. Thằng Lương là thằng nào? Anh Lương là bạn thân của chị Nam ạ. Chỉ thế thôi à? Anh nghe chị em nói rồi, nó thích em gì? Thực ra thì anh ấy cũng có thích em thật, nhưng mà em chẳng có một tí tình cảm gì với anh ý cả. Thật không? Thế thì liên quan gì mà em phải đến chăm sóc nó? Thì tại... tại mọi người cứ gán ghép em như thế. Nhưng mà em đã từ chối thẳng thừng rồi. Em nói thật đấy. Từ trước tới giờ trong lòng em chỉ có mình anh thôi. Kể cả lúc mà anh làm cho em tổn thương nhất thì em vẫn yêu anh. Mấy năm nay ngày nào em cũng đến công ty để chào anh, để nhìn trộm anh. Một ngày mà không được nhìn thấy anh ấy, nhớ đến mất ăn mất ngủ. Hôm nào mà anh vui em cũng vui theo, hôm nào mà anh buồn trong lòng em cũng không thoải mái được. Anh không tin em à? Em nói thật mà. Anh nhìn này, toàn là ảnh của anh đấy. Anh là tất cả cuộc sống của em. Em biết là gia đình em và gia đình anh có nhiều cái vướng mắc mà không thể hòa giải được. Ai cũng phản đối em đến với anh, nhưng mà em không từ bỏ được. Nếu mà sau này em không lấy được anh thì em cũng chẳng muốn lấy ai hết. Em chỉ cần là mỗi ngày em có thể đứng từ xa để nhìn thấy anh thôi. Em nhớ anh, lúc nào cũng nhớ anh. Tìm hạnh phúc mênh mông biển khơi, sóng xô cuộc đời chiều trên biển vàng. Em lạc trong muôn vàn những đắng cay cuộc đời, rồi anh đến bên trao em bình yên. Em người mang đến cho anh những vui buồn, có khi hơn ghen, giận hơn đôi chút thoáng qua. Yêu người, thương người, mong chờ hạnh phúc. Dẫu biết quanh ta còn muôn vàn những
trong gai. Yêu thương mong manh mang tìm tình ai trao về em. Đang qua đến đâu dòng đời còn ai ở bên, chỉ còn tình thân bao la. Gia đình mãi.